Chào mọi người, tôi tên là Trần Đức Thuận. Hiện tôi đang cư ngụ tại Block B1, căn nhà số 14, tầng 11. Sáng ngày hôm nay, chúng ta vừa trải qua một cái hội nghị chung cư lần đầu tiên của cụm chung cư chúng ta. Tuy nhiên, rất tiếc thì chung cư hội nghị đã thất bại vì không đủ số người tham dự 75%. Thì tôi thấy rằng qua sự việc của sáng nay xảy ra thì tôi thấy có một số nguyên nhân dẫn đến cái việc hội nghị chúng ta thất bại. Thật là đáng tiếc. Như thế này, nguyên nhân thất bại đó thì ở về phía phía của ban tổ chức ấy, thì là ngoài cách thông báo, cái phương pháp thông báo tuyên truyền á, thì ban tổ chức á, chưa thực hiện cái phương pháp mạng xã hội, loa phát thanh, vân vân, những cái kênh thông tin. Chúng ta thấy trên YouTube có rất là mấy cái hội của chung cư chúng ta, và bản thân chủ đầu tư cũng có cái trang Facebook, cái trang mạng của mình. Tuy nhiên mà chúng tôi chưa thấy một cái thông báo chính thức nào của ban tổ chức hoặc là chủ đầu tư. Đó, do chỉ toàn là do cư dân truyền miệng lẫn nhau đó. Thì rõ ràng là có một số người họ không tiếp cận được thông tin này đó. Và họ có thể họ tiếp cận nhưng mà họ không nhớ được cái ngày hôm nay xảy ra. Vì các bạn quên rằng, đừng quên rằng ngày hôm qua chúng ta có một sự kiện rất là bùng nổ, là đội tuyển Việt Nam thắng, chiến thắng. Thì cái sự kiện các bạn biết rồi, ngày hôm qua là rất là nhiều người họ đi cổ vũ về trễ vô đó, nay họ ngủ quên, hôm nay là chủ nhật mà họ được phép ngủ quên mà đó. Chúng ta không phát loa và không có biện pháp kêu gọi nhắc nhở gì hết đó. Đó dẫn đến số lượng người không tham dự đầy đủ. Rồi cái việc tiếp theo nữa, nguyên nhân tiếp theo nữa là các nguyên tắc xin lỗi các bạn, do tôi bị mất tiếng nên tôi cố gắng nói, các bạn cố gắng lắng nghe giúp tôi. Về các nguyên tắc quy định về tư cách tham gia là còn quá cứng nhắc. Ví dụ như là cái quy định của các bạn nói rằng là ủy quyền là phải có công chứng. Cái theo thông tư 02, theo thông tư 02 thì nó ghi như thế này nè: sự ủy quyền đó phải là ủy quyền hợp pháp. Tuy nhiên cái theo luật dân sự thì quy định ủy quyền như thế nào thì là hợp pháp. Trong các trường hợp quy định mà nó liên quan tới tài sản, vật chất thì ủy quyền nó phải được công chứng. Đó. Trừ một số quy định khác trong luật đất đai nữa. Còn với các sự ủy quyền khác mà không mang tính liên quan tới tài sản hoặc lợi ích vật chất thì chỉ cần cái người ủy quyền và người đại được ủy quyền họ ký xác nhận với nhau được rồi. Đó. Thì ở đây rõ ràng tôi có lắng nghe, tôi có thấy được một số trường hợp là vợ đi theo với chồng. Hoặc là con với lại mẹ, mẹ mua nhà cho con mà bây giờ cái ủy quyền của người ta có người ta xác nhận, các bạn đòi hỏi là phải có công chứng. Đó. Các bạn đã quá cứng nhắc, trong ban tổ chức đã quá cứng nhắc vấn đề này. Thì trong lần tới cái bộ nguyên tắc này các bạn nên không nên cứng nhắc như thế nữa. Rồi tiếp theo là cái này cũng tôi cho rằng đó là cũng là một nguyên nhân sát sườn, đó là ban tổ chức chưa lường trước được tình huống phát sinh đặc biệt bất ngờ. Cụ thể là tối qua Việt Nam chiến thắng, nãy tôi nói đó, Việt Nam chiến thắng nên sáng nay họ ngủ quên, họ dậy trễ, họ tận hưởng cái việc của ngày hôm qua rồi đó, các bạn hiểu không? Lẽ ra chúng ta phải có một cái biện pháp khác để nhắc nhở phù hợp, cử ban ban tổ chức, cử những thành viên lên để kêu gọi từng người phát loa, hoặc liên hệ với chính quyền địa phương, họ có cái lực lượng bảo vệ dân phố hoặc là tổ trưởng rồi này kia đó, họ đi lên từng nhà, họ gõ cửa. Có 546 căn hộ các bạn đó, bầu cử quốc gia mà người ta còn làm được chuyện đó thì ở đây chúng ta làm được hết á. Nếu thực sự chúng ta có một sự cầu thị thành công thì chúng ta làm được hết á. Rồi còn bây giờ ngồi đây tôi sẽ
tôi sẽ đưa ra một tôi ở phương diện cá nhân tôi đưa ra một số giải pháp để chúng ta có thể thành công trong cái hội nghị cụm chung cư chúng ta lần hai, hoặc buộc phải thành công. Tôi sẽ nêu giải pháp và lý do tại sao như thế. Thứ nhất, về giải pháp để thành công á, thì quan trọng là chọn thời điểm. Tôi nghĩ rằng ngày 6 tháng 1 là một ý tưởng khá là hay, rất là phù hợp. Bởi vì sao? Ngày Tết ta năm nay, Tết Tây năm nay của chúng ta, chính phủ quy định nghỉ làm đi du lịch đó là tới ngày 1 hay ngày 2 gì tháng 1 á. Và cái ngày 5 Tây tháng 1 sẽ là ngày thứ bảy đó, là sẽ là ngày đi làm bù. Đó. Vì vậy cư dân mình đa phần là dân lao động, dân văn phòng đi làm rồi đó, thì ngày thứ bảy họ phải đi làm và chắc chắn ngày chủ nhật họ phải có mặt ở nhà để thứ hai tiếp tục đi làm à. Đó, một lượng lớn người sẽ như vậy thì ngày chủ nhật hết sức phù hợp. Đó. Ngày thứ nhật của 6 tháng 1 sẽ hết sức phù hợp. Thuận lợi. Đó, cư dân mình phần lớn sẽ ở đây, ở chính chung cư này. Vì vậy họ sẽ tham gia, tỷ lệ tham gia tốt, tương đối cao đó. Rồi về công tác phát phiếu bầu được thực hiện, tôi nghĩ rằng chúng ta nên thực hiện, ban tổ chức nên thực hiện như thế này nè. Được thực hiện là đi phát cho người dân. Tại sao chúng ta có thể đi phát cho từng căn hộ được, bỏ vô trong á? Thì bây giờ chúng ta thế này nè, các buổi chiều cái tổ, trong cái tổ làm việc ban tổ chức đó, trong những buổi chiều từ 6 giờ cho đến 8 giờ tối, chúng ta phụ trách chia ra thì đi gõ cửa từng nhà, hoặc gọi điện đặt lịch hẹn với họ, để hoặc nhờ họ tới cái ban quản lý phát cho họ cái phiếu bầu cử đó, và đề nghị họ cho biết ngày chủ nhật hôm đó họ có tham gia, đề nghị họ tham gia vào ngày chủ nhật đó. Nếu họ không tham gia được thì lý do thì người nào sẽ đi thay họ, và lúc đó chúng ta nhắc họ làm cái ủy quyền luôn. Cái việc làm này nó khá là tốt, bởi vì lúc đó chúng ta đã kiểm soát được, ban tổ chức sẽ kiểm soát được số lượng phiếu bầu phát ra là bao nhiêu, và ước lượng được cái người tham gia sẽ là bao nhiêu đó. Rồi tư cách tham gia của họ, nếu họ là chỉ là người thuê mướn nhà thì liên hệ với chủ nhà, yêu cầu chủ nhà tham gia, hoặc là yêu cầu tham gia chủ nhà ủy quyền cho họ. Đó. Rồi đó, lúc vừa phát đó, chúng ta có danh sách mà, chúng ta cho họ ký tên nhận phiếu bầu, rồi đó chúng ta đã nhắc nhở được họ tới cái ngày nào nên tham gia đó. Đó. Rồi cái tiếp theo nữa là cái thứ ba đó là cái thời gian bắt đầu diễn ra hội nghị, cái khung thời gian diễn ra bắt đầu hội nghị đó, thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng của cái ngày 6 tháng 1. Tại tôi đang nói về ngày 6 tháng 1 là ngày thuận lợi mà. 10 giờ sáng ngày 6 tháng 1. Rồi, nội dung hội nghị á thì chỉ nên nêu ngắn gọn, chỉ nêu những vấn đề quan trọng thôi. Vì tất cả cái đó chúng ta đã được nêu trong các cái tài liệu rồi. Đó, căn cứ quy định đã nêu trong tài liệu rồi. Không ai thể nói cái gì ngoài quy định được hết á. Đó. Rồi, chúng ta hãy dành cái thời gian của hội nghị đó để lắng nghe ý kiến cư dân, để tiếp thu ý kiến cư dân. Đó. Để xem xét có thể bổ sung vô cái chương trình nghị quyết công tác của cái ban quản trị trong tương lai. Đó, chúng ta đừng dành thời gian quá nhiều cho những điều đã được nêu rồi, đã được nói rồi, ở trong cái tài liệu theo quy định rồi. Đó, không cần phải nhắc lại. Rồi, bắt đầu từ lúc cái ngày diễn ra hội nghị ngày 6 tháng 1 đó, bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng. Ngoài công tác chuẩn bị ngay cái hội nghị đó, cái địa điểm hội nghị đó, thì ban tổ chức phải có một lực lượng và đề nghị ủy ban chính quyền địa phương hỗ trợ một cái lực lượng đó, với vai trò là đại diện cho ban tổ chức, hỗ trợ ban tổ chức đi lên từng nhà nhắc nhở họ: anh chị ơi, 10 giờ xuống tham dự hội nghị đó,
Ngay thời điểm đó nếu người cư dân mình có sự kiện bất ngờ diễn ra, họ vẫn có thể nhờ người khác xuống tham dự. Rồi họ bổ sung với ủy quyền nó viết tay giữa người đại diện, người ủy quyền và người được ủy quyền. Và họ ủy quyền cho nhau được rồi, không cần phải công chứng. Đó. Rồi phải phát loa, ngày hôm đó tôi đảm bảo phải phát loa thường xuyên. Đó. Tôi có nghe cái chỗ anh phó tổng giám đốc anh nói rằng là loa chỉ được thực hiện trong những tình huống khẩn cấp, thì tôi khẳng định với anh ngày hôm diễn ra bầu cử đó là tình huống khẩn cấp, bởi vì nó ra quyết định, nó ảnh hưởng đến cái kết quả tổ chức ra những cái sự ban quản trị, là quyền lợi của cư dân, quyền lợi sát sườn của cư dân, thì đó là tình huống cấp thiết, đã là tình huống cấp thiết rồi đó, phải phát loa thường xuyên. Chúng ta hãy tổ chức một hội nghị giống như là một ngày lễ, ngày hội của cư dân này. Đó. Rồi thời gian bỏ phiếu thì hãy kéo dài từ lúc 10 giờ sáng cho đến lúc 15 giờ chiều. Bởi vì có những người họ tham dự hội nghị, họ xuống, họ ký tên rồi xong hết rồi. Tuy nhiên, họ có những sự kiện đột xuất, họ phải đi, không có mặt liên tục ở đó đó. Đó, thì họ sẽ bỏ phiếu phía sau, hoặc là cư dân họ cần thời gian để suy nghĩ để lựa chọn người nào, đó là điều quan trọng. Nó không có cần thời gian để suy nghĩ hoặc lựa chọn người nào, vì lá phiếu của họ quyết định gì, quyền lợi của họ mà. Hãy cho họ suy nghĩ, kết thúc kéo dài từ 10 giờ đến 15 giờ, rồi 16:30 sau đó chúng ta kiểm phiếu, thì tới 16:30 thì công bố công khai cái kết quả kiểm phiếu đó trên là bản tin nè, trên mạng xã hội nè, mạng xã hội của chúng ta đấy. Rồi nếu mạng xã hội thì nếu mà phù hợp nha, đâu biết rằng chính quyền địa phương có cái quy định gì khác hay không, thì đó phù hợp, và trên loa phát thanh đó là phải công khai những cái đó. Rồi một giải pháp nữa, nãy tôi cũng vừa nói rồi, là chúng ta thay đổi cái bộ nguyên tắc xác định tư cách đại biểu sao cho thuận tiện, sự thuận tiện nhất á, là không có quy định ủy quyền. Ê, ủy quyền có công chứng, giữa người ủy quyền và người được ủy quyền họ xác nhận chuyện đó với nhau là được rồi. Đó. Rồi trong lúc còn đối với đại biểu đây, đấy cũng là một phần của đại hội thành công tốt đẹp á, của hội nghị thành công tốt đẹp á, là trong lúc bỏ phiếu, quyết định bỏ phiếu á, thì cư dân hãy lắng nghe, con tim và lý trí của chính mình để bầu một cách khách quan nhất, đó, góp phần tạo ra một ban quản trị tốt nhất, hiệu quả nhất và vì lợi ích của cộng đồng nhất. Đó. Hãy lắng nghe con tim và lý trí của mình, đừng bị bất kỳ ai tác động. Rồi về lý do, đây là phần quan trọng nha, lý do phải thành công trong cái hội nghị lần hai này, lý do chúng ta phải thành công, buộc phải thành công chứ đừng để thất bại để đến lần thứ ba. Thứ nhất, buộc phải thành công vì nó thể hiện sự đoàn kết và mong muốn cháy bỏng của cư dân mình về việc tạo ra một ban quản trị tốt đại diện giải quyết những tâm tư nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cộng đồng. Đó là một sự đoàn kết và mong muốn cháy bỏng thể hiện khao khát của chúng ta đó. Đó. Tiếp theo nữa là vì chỉ còn có lần này thôi thì cư dân mới thực hiện được cái một cách tự do nhất, dân chủ nhất về cái nguyện vọng của cá nhân mình. Lần 3 thì rõ ràng nó đối với lần 3 đó, nói chung lần 2 là các bạn còn quyền kiểm soát về cái mong muốn của mình. Còn với lần 3 đó thì do không còn cái quy định về số lượng có mặt của cư dân, đó, nên ban quản trị được thành lập ra khi đó ở một khía cạnh nào đó đó sẽ không đảm bảo sự khách quan. Đó. Nó dễ xảy ra cái tình trạng là quyền lực được giao cho vào tay của một nhóm lợi ích. Ví dụ như thời điểm nó không quy định số lượng, ví dụ như là có 30 người thì cũng phải tổ chức cuộc họp đi đến kết thúc, hội nghị kết thúc. Vậy thì lỡ như trong cái số 30 người tham dự đó, tới 25 người trong cái nhóm lợi ích đó rồi, đúng không? Thì rõ ràng khi biểu quyết họ thắng chắc,
Vì vậy quyền lực sẽ được trao vào tay một cái nhóm lợi ích mà chúng ta không thể cưỡng lại được, vì đó là quy trình này. Chúng cử theo quy trình, theo quy định phải như thế. Thì rõ ràng quyền lực đã được trao cho, nó không đại diện cho mong muốn của người dân mình đó. Rồi tiếp theo nữa, sự cần thiết thành công trong lần hai là nó sớm ra đời một cái ban quản trị để thực hiện những vấn đề cấp bách như là vệ sinh này, hiện giờ vệ sinh này đó, tài chính nè, nguồn nước nè, an toàn nè, rồi các cái tệ nạn xã hội vân vân. Nói chung là chúng ta sớm ổn định đó. Rồi đối với kiến nghị Thuận mạo muội với tư cách cá nhân của mình, vì cái lợi ích chung, Thuận đưa ra một số kiến nghị đối với ban tổ chức cái hội nghị này là cái mức lương đề nghị của các thành viên ban quản trị ghi trong cái dự thảo á, ghi 2 triệu đồng người một tháng, thì Thuận xin lỗi á, đưa ra chỉ kích thích người ta tham nhũng thôi, kích thích người ta vi phạm pháp luật, tìm cách luồn lách. Không ai bây giờ làm 2 triệu lương tháng mà đòi hỏi những cái trách nhiệm rồi quỹ thời gian của họ gắn hết đi. Thuận đề nghị mức lương là xuất phát từ 10 đến 20 triệu một tháng. Người nào thực hiện vai trò đây, vì chỉ khi người ta cảm thấy cái mức lương của họ nó xứng đáng với công sức bỏ ra thì mới không xảy ra tiêu cực, tham lam, rồi không có luồn lách. Đó. Mức lương cao quá là nó góp phần triệt tiêu cái ý tưởng, cái ý thức hay ý định tham nhũng. Đó. Đồng thời nó kích thích cho cái người được hưởng lương tham dự đó. Nó có ý thức lao động, có trách nhiệm hơn, cao hơn. Nếu, bởi vì họ biết rằng nếu họ làm không hiệu quả thì họ sẽ bị thay thế, họ sẽ bị cắt cái quyền lợi đó. Đó. Họ biết rõ điều đó thế nào? Vì vậy mức lương phải phù hợp với công sức họ bỏ ra. Rồi từ khi Thuận kiến nghị tiếp theo là từ thời gian này cho đến khi cái ban quản trị mới được thành lập ấy, thì ban tổ chức phải yêu cầu chủ đầu tư chuẩn bị công tác bàn giao đó, chuẩn bị trước cái đó, tới ngày ban quản trị thành lập thì tiến hành bàn giao ngay, không phải chờ hoặc là chờ đợi nữa. Mục đích là để tiết kiệm thời gian và giúp cho ban quản trị mới thực hiện nhiệm vụ càng sớm càng tốt. Nếu chuẩn bị xong thì công tác bàn giao nó tốn có 1-2 ngày thì họ bàn giao xong, họ vô họ làm luôn. Còn bây giờ bầu ra xong rồi chờ 1 tháng để bàn giao, thống kê là không hiệu quả. Rồi bản thân Thuận với tư cách là người ứng cử viên, Thuận đề xuất với lại qua cái clip này, Thuận đề xuất cuộc họp với 13 người, 12 người ứng viên kia. Có thể có xuất hiện thêm ứng viên khác từ đây đến lần 2. Đó, thì các cái ứng viên kia cùng với là đại diện chủ đầu tư, chính quyền địa phương hoặc đại diện ban tổ chức khởi nghiệp để cùng hoạch định phương hướng, cách thức thực hiện công việc. Đó, trách nhiệm quyền hạn của từng khâu từng người nếu thành lập ban quản trị đó được bầu ra đó. Việc theo Thuận á, việc tổ chức cuộc họp này là rất tốt, rất quan trọng, bởi lẽ nó giúp cho những bên có liên quan hiểu được nhau trong công việc, thấu hiểu nhau về cách thức làm việc, gặp nhau để hiểu nhau, mà tạo ra những nguyên tắc và cùng thực hiện những nguyên tắc. Các bạn hiểu nè, việc mà chúng ta tạo ra cái nguyên tắc và thực hiện các nguyên tắc là một cái giải pháp hay nhất và duy nhất để xây dựng niềm tin và uy tín với nhau. Đó, để chứng minh niềm tin và uy tín. Đó, chứng minh uy tín chúng ta. Đồng thời khẳng định với việc 6 người nào qua đây khẳng định cho cái nhóm ứng cử viên này luôn là khẳng định với nhau một việc là với việc 6 người nào trong tổng số 13 người kia được bầu ra, cũng là vì kế hoạch đã vạch ra cũng sẽ phải thực hiện kế hoạch đã vạch ra cái trong cuộc họp này. Đó là cái hiệu quả của nó là ngăn chặn ngay từ đầu việc làm việc theo lợi ích nhóm. Rồi với ngược lại với những người 7 người không được bầu kia thì cũng
thì họ bản thân họ cũng biết được phương hướng làm việc của ban quản trị trong tương lai đó, để họ trở thành là người vừa là người giúp sức, đúng không? Họ đó, việc làm đó của ban quản trị đó cũng có một phần ý kiến đóng góp của họ mà, thì họ vừa là người giúp sức cho anh chị hoàn thành nhiệm vụ, họ vừa là người phản biện, vừa là người phản biện, họ đại diện cho cư dân phản biện những thành viên nào vi phạm quy chế đó, thậm chí phản biện cả ban quản trị làm việc sai theo cái phương hướng đường hướng đã vạch ra rồi đó, để ngăn chặn cái lợi ích nhóm đó các bạn. À, để tránh cái tự biên tự diễn rồi không ai kiểm soát đó, tự đá bóng tự thừa thổi còi đó. Rồi về phần cuối cùng là Thuận xin trình bày về một cái số những cái thông tin cá nhân và năng lực cá nhân và lời cam kết. Kính thưa các bạn, Thuận á là sinh năm ngày 9 tháng 4 năm 86, trình độ là tốt nghiệp đại học cử nhân luật. Trước đây Thuận từng là cán bộ cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng Thuận vừa vì thay đổi cái mục tiêu công tác, mục tiêu cuộc sống thì Thuận vừa xin nghỉ. Đó. Thì hiện giờ Thuận đang là chuyên gia pháp lý. Công việc của Thuận ấy là tư vấn pháp lý cho người nào cần sự hiểu biết, rồi Thuận đại diện xử lý cho bất kỳ chủ thể nào mà họ cần, họ vướng vào vấn đề pháp lý, pháp luật, họ cần người đại diện xử lý những việc đó, thì Thuận là người xử lý những việc đó. Rồi thời gian hiện tại của Thuận là tự do đó, không bị ràng buộc bởi một cái tổ chức hay một chủ thể nào cả. Bản thân á, trong suốt hơn 10 năm Thuận công tác trong lực lượng cảnh sát điều tra, thì Thuận có khả năng nhìn ra, phát hiện ra những cái sai phạm về kinh tế đó, để những cái lỗ hổng trong một cái tổ chức hoạt động kinh tế để đề ra những cái giải pháp khắc phục nó. Thuận hiểu biết về pháp luật một cách sâu rộng, về vấn đề dân sự, hình sự, các tranh chấp về kinh tế, và Thuận có mối quan hệ với lại chính quyền địa phương, chủ đầu tư. Thuận có khả năng làm việc nhóm hoặc là làm việc độc lập. Và quan trọng hơn, Thuận có một cái nền tảng kinh tế ổn định, không cần thiết phải có những hành vi tiêu cực lợi ích nhóm, lợi ích tiêu cực hay là vụ lợi cá nhân. Thuận chỉ cần công bằng đối với công sức Thuận bỏ ra, Thuận đồng ý. Vì vậy bản thân Thuận đề nghị mức lương cho cá nhân mình là 20 triệu một tháng nếu được bầu cử vào trong ban quản trị. Rồi đồng thời nếu Thuận trúng cử vào thành viên trong ban quản trị, bản thân Thuận sẽ cùng với các thành viên khác, những thành viên trúng cử đó, Thuận sẽ cùng với họ họp bàn tổ chức tìm kiếm, bắt tay vào tìm kiếm và đấu thầu cái đơn vị vận hành chuyên nghiệp ngay, vì đó là quy định rồi đó. Rồi trong khi chờ đợi cái đơn vị trúng thầu, vẫn đơn vị vận hành đó, thì sẽ tổ chức, Thuận sẽ tổ chức vẫn, tại vì mình vẫn sử dụng cái đơn vị quản lý bây giờ mà, đơn vị vận hành bây giờ là ban quản lý á, thì tổ chức dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ lại đó, như bãi giữ xe kìa các bạn thấy không? Bây giờ mình đậu chiếc xe một hai ngày á, cái tiền rửa xe nó còn mắc hơn cái tiền giữ xe nữa, phải dọn dẹp cái đó, cơ cấu lại cái bãi giữ xe đó, là dọn dẹp các vệ sinh xung quanh nữa, khuôn viên chúng ta nữa đó. Rồi chúng ta Thuận sẽ cùng cái ban quản trị, chúng tôi á, Thuận dùng từ chúng tôi là nếu Thuận đã vào trong ban quản trị rồi, phải phối hợp với các đơn vị phòng cháy chữa cháy để kiểm tra khôi phục cái lỗi hệ thống phòng cháy chữa cháy, vì chúng ta hàng ngày, chúng ta thời gian gần đây thì ít rồi, chứ còn trước đây chúng ta cứ nghe nó báo cháy giả hoài luôn á, mệt mỏi lắm các bạn. Rồi chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra giám định chất lượng nguồn nước, cái nguồn nước mà cư dân mình đang sử dụng á có đạt chuẩn hay không, bằng cách là chúng tôi sẽ liên hệ với các đơn vị giám định mẫu, kiểm tra mẫu, ví dụ như viện Pasteur hoặc là cái
pháp nhân nào đó họ thực hiện việc này để xem chúng ta sử dụng nước có an toàn hay không. Đó là lợi ích sát sườn của cư dân. Rồi, nếu với cư dân nào á, mà gặp khó khăn về cái vấn đề đăng ký tạm trú, thường trú, về cái thủ tục quy trình á, thì ban quản trị chúng tôi á, sẽ có một cái bộ phận hướng dẫn giúp đỡ cái đó. Vì ban quản trị chúng tôi có mối quan hệ trực tiếp với lại chính quyền địa phương, với cảnh sát khu vực, với công an phường. Rồi, tiếp theo nữa là việc này có thể nói ra thì xâm phạm một số lợi ích của một cái số ít cư dân. Tuy nhiên nó là cái việc cái chung mà, nó là chấn chỉnh lại cái các hộ nuôi chó mèo đó theo quy định của luật á, thì nó có quy định riêng về một số việc nuôi chó mèo, nhưng mà các anh chị chúng tôi sẽ cố gắng ra ban hành một cái quy định về việc nuôi chó mèo. Ví dụ như là chó mèo di chuyển trong khu vực công cộng thì phải rọ mõ nè, rồi ban đêm á, thì nuôi nhốt nó vô trong khu vực mà nó có sủa thì cũng không gây tiếng ồn, vân vân. Nếu mà nó phóng uế rồi thì phải dọn dẹp, chịu trách nhiệm đó. Còn không, nếu vi phạm cái đó thì sẽ xử phạt, có những cái quy chế áp dụng đó, phạt như thế nào, thậm chí tước cái quyền nuôi chó đó. Đó, nuôi chó mèo đó. Rồi, việc nữa là trang bị các thiết bị phục vụ vấn đề tâm linh. Ví dụ như nơi đốt vàng mã trong cung cái, vì các bạn biết chúng ta là ngoài cái từ cuộc sống vật chất rồi ấy, thì còn đời sống tâm linh nữa mà, cúng kiến ông bà rồi đó, thì chúng ta có nơi đốt nhang, đốt vàng mã. Rồi cái phòng sinh hoạt cộng đồng á thì phải dọn dẹp vệ sinh, có cái bộ phận xử lý theo dõi trang bị tốt đó, đã phục vụ cho ma chơi chay cưới hỏi, nhu cầu cần thiết tiệc tùng của cư dân mình nữa. Và nữa là chúng tôi sẽ chấn chỉnh lại cái lực lượng bảo vệ, cơ cấu lại cái bãi giữ xe, vân vân. Và sẽ còn nhiều vấn đề khác khi chúng tôi bắt tay vào thực hiện công việc. Đó, chúng tôi sẽ luôn luôn, ban quản trị được bầu ra, sẽ chúng tôi luôn luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân. Đó, chúng tôi sẽ xây dựng một cái bộ quy chế thực hiện là đáp ứng nguyện vọng người dân, giải đáp yêu cầu người dân. Ví dụ những vấn đề cấp thiết nào đó thì trong phải khi nhận được yêu cầu người dân thì phải thực hiện ngay. Rồi những yêu cầu nào của người dân thì thực hiện trong vòng 3 ngày. Những yêu cầu nào của người dân, phản ánh nào người dân thì thực hiện trong vòng 7 ngày. Chúng tôi sẽ thực hiện, tạo ra một cái quy chế đó, một cái quy chuẩn đó. Đó nên quý cư dân yên tâm. Quyền lợi tiên quyết của ban quản trị này, nếu tôi được nằm trong quản trị đó, tôi sẽ cùng các đồng chí khác, các thành viên khác tạo ra một ban quản trị chỉ có một khát khao duy nhất là tạo ra một cộng đồng Tô Bát này đoàn kết, văn minh. Chưa bao giờ có một cộng đồng dân cư nào đoàn kết như Tô Bát City B Lóc B. Đó là tiêu chí cao nhất, cuối cùng nhất. Tôi xin cảm ơn các bạn. Mong các bạn, mong cư dân trong cái cuộc hội nghị lần 2 có mặt đầy đủ, thực vì đó là bảo vệ quyền lợi của chúng ta. Đó. Xin chân thành cảm ơn. Số điện thoại của Thuận 090-235-9486. Mọi vấn đề thắc mắc hoặc cần trao đổi gì cứ để lại comment bên dưới, Thuận xin trả lời giải đáp. Xin chân thành cảm ơn.